bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là diễn biến tâm lý của các nhân vật trong tình huống chuyện này, và đây là phần quan trọng nhất. Trước tiên chúng ta sẽ nhân vật đến với nhân vật chàng. Ok không ạ? Thì trước khi mà đến với nhân vật chàng, chị sẽ có một cái gọi là gì nhỉ? Công thức đi. Để khi mà chúng ta phân tích về nhân vật thì chúng ta có thể làm cái này. Tức là trong cái luận điểm phân tích nhân vật ấy, thì các bạn sẽ đặc biệt chú trọng cho chị những cái phần như sau ạ. Công thức về nhân vật sẽ bao gồm, thứ nhất đó chính là gì nhỉ? À, thứ nhất đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về lai lịch, ngoại hình. Ok chưa? Nhá. Chúng ta sẽ tìm hiểu về lai lịch ngoại hình giúp cho chị. Đây là cái đầu tiên mà chúng ta sẽ phải khai thác. Cái số 2, chúng ta sẽ khai thác về số phận. Được không ạ? Cái số 3 mới là diễn biến tâm trạng, thể hiện qua các hành động. Đồng ý với chị không? Nhá. Đây sẽ là cái phần công thức của chúng mình. Và các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị. Và tất cả những cái nhân vật ở đây chúng ta sẽ đều áp dụng cái công thức này để chúng ta khai triển. Được không nào? Nhá. Phần này chúng ta sẽ cùng nhau khai triển. Ok chưa nào? Học văn chị Hiên hơn cả một bài văn. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái nhân vật tiếp theo, đó chính là nhân vật chàng. Đợi chị chút xíu nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật tiếp theo, đó chính là nhân vật chàng này. Đây, từ từ, để chị chỉnh cao không, lại có anh đằng sau, các bạn lại cứ bảo là anh không quay ra chào em các kiểu này. Không chào bọn em mà. Rồi, để chị chỉnh ra đây. Để chị thấy chị thôi nhá. Em thấy có anh nào đằng sau chị ý. Mấy đứa này tài thế nhở, cứ một cái gì đấy là khiến cho các bạn kiểu phân tâm luôn ấy. Xong lại còn anh đẹp trai ghê. Thôi, chị chịu em luôn ấy. Thật sự luôn. Không biết chị chỉnh chuẩn chưa? Ôi, chỉnh lại càng đúng hơn này. Đợi xíu nha. Nhìn có vẻ đẹp trai các kiểu. Lại. Trời ơi là trời. Mấy cái đứa này học hành thì không lo. Rồi, đọc về nhân vật chàng đi. Được không? Đọc về nhân vật chàng đi. Em trai chị đấy. Chị có chồng rồi, đấy là em trai chị đấy. Em trai ruột chị đấy. Chị đã làm gì có người yêu, chị chỉ mới có chồng thôi. Chị mới kết hôn, chị cũng mới kết hôn thôi. Trời ơi là trời. Rớt hết, đúng thật, rớt hết mấy cục liêm sỉ ở dưới rồi, có cần chị nhặt lại cho mấy đứa không? Hả? Có cần chị nhặt lại cho mấy đứa không? Chị ơi, em dâu chị đây này. Mấy đứa này chết thật. Em trai chị đấy, đang học trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Hơn các bạn 2 tuổi. Nhá, hơn các bạn 2 tuổi. Đấy. Ơ, chị Hiên có chồng rồi á? Bây giờ mới kiểu. Nếu yêu cầu phân tích tình huống chuyện sẽ viết đoạn khái niệm tình huống chuyện trước. Chính xác. Đúng rồi đấy ạ. Mình sẽ nói khái niệm trước, được không ạ? Sau đó thì mình sẽ nói về bối cảnh. Và sau đó thì mình sẽ phân tích từng cái nhân vật trong tình huống chuyện đó một. Hiểu chị không? À, bằng tuổi em à? À, đúng rồi, ok. Lại hợp tuổi chị ơi. Ôi dồi ôi, chị đến gọi là cạn lời với các em ấy, thật sự ấy. Chị đến cạn lời với các em luôn đấy. Thật sự luôn, liêm sỉ không còn miếng nào. Thôi được rồi, các bạn ơi, tập trung vào nhé. Tập trung vào. Thôi được rồi, để không mất sự không mất gọi là sự tập trung của các bạn thì em không.
Em chắc là em xuống phòng dưới chỗ anh Hoàng đi. Vâng. Làm việc xong tí lên nhá. Ôi, thế mình có nhìn thấy không? Nó nhìn thấy hết này. Chúng nó đang xin info kiểu này. Chết thật. Bạn ấy đang bị ốm. Em trai chị đang bị ốm. Chị hoàn toàn bất lực với các em thật sự đấy. Tí nữa thì lên. À, em ơi, đúng rồi, có nghĩa là khái niệm thì vẫn giống nhau, đúng không ạ? Khái niệm thì vẫn giống nhau, nhưng mà cái vấn đề là gì? Cái vấn đề là tình huống chuyện nó sẽ khác nhau chứ. Bởi vì là tình huống chuyện trong chiếc thuyền ngoài xa là tình huống chuyện nhận thức, còn đây là tình huống chuyện hành động. Ok không ạ? Đây là tình huống chuyện hành động. Mấy đứa đang bảo là chị bảo anh ho tiếp đi, anh ho hay quá. Trời ơi là trời, chết thật. Thôi, tập trung quay trở lại đi. Rồi, nào, chúng ta để ý giúp cho chị này. Diễn biến tâm trạng của nhân vật này, trước tiên cùng tìm hiểu về nhân vật chàng nhé. Được không? Cùng tìm hiểu về nhân vật chàng này. Trước tiên là về ngoại hình, lai lịch ngoại hình. Lai lịch ngoại hình như nào nhỉ các bạn nhỉ? À, chúng ta thấy rằng có những ý như sau. Thứ nhất là dân ngụ cư. Như Kim Lân vừa nói đấy, dân ngụ cư là dân chuyển đến cái vùng đất đó sống thôi, chứ không phải là dân có gốc rễ ở đấy. Thế nên là rất bị coi thường. Và trong cái thời điểm lúc bấy giờ thì dân ngụ cư được ví như là cái tầng lớp dưới đáy xã hội luôn. Được không ạ? Là dân ngụ cư này, đúng không nào? À, như thế nào nữa nhỉ? Sống cùng mẹ già ở một ngôi nhà nhỏ ven sông. Ok không? Ở một ngôi nhà nhỏ ven sông. Ok chưa nào? Ý tiếp theo, được không ạ? Ý tiếp theo lưu ý cùng với chị nhá. Đó chính là gì nữa? À, về ngoại hình ấy, thì chàng được coi là sự đẽo ngòn, sơ sài. Sơ sài của tạo hóa. Được không ạ? Xấu này, đúng không nào? À, đầu thì cạo chọc. Đây chị ghi từng nét vào đây nhá. Đầu cạo chọc. Em tự tưởng tượng ra chàng nhá. Được không? Đầu cạo chọc. Hai con mắt nhỏ tí. Hai con mắt nhỏ tí. Gà gà đắm vào bóng chiều. Gà gà đắm vào bóng chiều. Được không ạ? À gì nữa? Hai bên quai hàm bệnh ra. Hai bên quai hàm. Hai bên quai hàm bệnh ra. Ok chưa nào? Hai bên quai hàm bệnh ra, bộ mặt thô kệch. Bộ mặt thô kệch, thân hình to lớn vập vạp. Được không ạ? Cái lưng to như lưng gấu. Các em thấy ngoại hình như thế nào nhỉ? Rất là thô kệch và xấu xí, đúng không? Rất là thô kệch và xấu xí, đúng chưa ạ? À, rất là thô kệch và xấu xí. Ok chưa? Rồi, còn gì nữa? Còn gì nữa hả các bạn? À, còn phần nữa đó chính là nghề nghiệp làm kéo. À, xe bò thuê. Đúng không ạ? Tức là công việc thì không ổn định. Phải không ạ? Và gì nữa nhỉ? Lại còn hơi dở tính. Có những cái đặc tính như là, có những cái tính cách như kiểu là hay lầm bầm này, một mình, và hay ngửa mặt lên trời, cười hình hình. Thấy không ạ? Các bạn ơi, thế các bạn liệu rằng là nếu như mà để cho các em lựa chọn, các em có lựa chọn một cái các bạn ơi, các bạn có lựa chọn một cái người mà có ngoại hình như thế này không? Hay là các em phải lựa chọn là mũi cao, mặt vi lai, mắt phải, lông mày phải đẹp, mắt phải sáng, phải cao, người phải kiểu săn chắc kiểu vậy. Các bạn liệu có lựa chọn một người nhanh cu chàng không? Một người mà là dân ngụ cư này, là cái tầng lớp mà thấp hèn nhất này, sống cùng với mẹ già trong một cái ngôi nhà úp súp này, đúng không ạ? Rồi thì mắt thì lại
hai mắt nhỏ tí này, xong hai bên quai hàm bệnh ra này, bộ mặt thì thô cẩn, thân hình thì to lớn vập vạp này. Đấy, xong rồi lại là còn làm nghề kéo xe bỏ thuê, đúng không ạ? Đã thế lại còn hay dở tính, đó là hay lẩm bẩm một mình, ngửa mặt lên trời và cười hành hạch. Đó, còn thứ phu thê với em là được, phải có tóc chị ạ. À, nào, mấy đứa này vẫn tiếp tục rớt cục liêm sỉ à? Chị nhặt lên chị chia cho từng đứa nhá, được không? Chị nhặt lên chị chia cho từng đứa nhá. Rồi, đây các bạn nhìn xem. Và chị đã nói rằng là tất cả những cái này của anh cu chàng chắc chắn là sẽ ấn định một cái cuộc đời là anh ấy sẽ ế vợ. Chị tin chắc luôn, chắc chắn là sẽ ế vợ, đúng không ạ? À, chị xin lỗi, còn một cái nữa mà chúng ta còn phải làm, đó chính là gì? Chúng ta phải ghi, đó chính là anh này thì anh ấy nghèo, được không ạ? Là dân ngụ cư, làm nghề cái xe bò thuê, nghèo, lại còn dở tính, được không ạ? Nhá, thế thì chúng ta thấy rằng là ế vợ. Nhưng mà chị tin là sau khi mà các bạn học cùng với chị về nhân vật này xong thì có khi các em lại thích nhân vật chàng. Để xem nhá, chúng mình cùng tìm hiểu với nhau xem là liệu các bạn có thay đổi cái sự quyết định của mình không nhá. Ok chưa ạ? Nếu như mà các bạn thay đổi sự quyết định của mình là chị sẽ đúng, được không ạ? Là chị đang làm đúng. Rồi, đấy là về lai lịch ngoại hình. Ok chưa ạ? Đó là về lai lịch ngoại hình. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với cái phần tiếp theo, đó chính là phẩm chất. Phải thừa nhận một điều rằng là anh cu chàng mặc dù là một người có ngoại hình xấu xí và thô cẩn, anh ấy không có tiền, anh ấy không có công việc ổn định, nhưng mà bên trong con người kia lại là một người thuần hậu, hiền lành, chất phác và dễ gần, đúng không ạ? Thuần hậu, hiền lành, chất phác và dễ gần. Ok chưa ạ? Điều này sẽ được thể hiện rất rõ qua cái chi tiết đó. Đó là gì ạ? À, đó là anh cu chàng được trẻ con trong xóm quý. Anh cu chàng được trẻ con trong xóm quý lắm, đúng không ạ? Cứ mỗi chiều đi làm về thì bọn trẻ con trong xóm lại ùa cả ra, vây quanh, reo cười váng lên, đứa túm đằng trước, đứa túm đằng sau, đứa cù, đứa kéo lôi chân không cho anh đi, đúng không ạ? Và tiếp theo, anh còn là một người như thế nào nhỉ? Rất là nhân hậu, có lòng bao dung và tinh thần trượng nghĩa, khi mà anh sẵn sàng gì ạ? À, sẵn sàng giúp một người phụ nữ xa lạ, đúng không ạ? Sẵn sàng cưu mang một người phụ nữ xa lạ. Ok chưa nào? Vậy thì ở đây chúng ta thấy thuần hậu, chất phác, hiền lành, dễ gần, gì nữa? À, rất là giàu tình yêu thương và trượng nghĩa. Ok không? Đấy là về cái phẩm chất ban đầu nhá. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn các em ạ. Thật ra chị không biết là sau này cái nguyện vọng của các bạn khi chọn bạn trai như thế nào. Nhưng mà bản thân chị thì nghĩ rằng là thật ra mình không cần quá đẹp, bởi vì sắc đẹp rồi sẽ tàn phai. Mình cũng không cần quá giàu, bởi vì nếu như mình lấy quá giàu thì có khi mình lại bị coi thường, đúng không ạ? Mình cũng không cần người phải kiểu quá quan tâm chu đáo với mình, bởi vì quá quan tâm chu đáo cũng sẽ đến một lúc nào đấy mình trong cái cuộc đời rất là dài đi cùng với nhau, mình cũng sẽ cảm thấy bơ vơ. Mình chỉ cần có một người hiểu mình, đồng điệu với mình, và quan trọng nhất là ở bên cạnh mình những lúc khó khăn vất vả, chia sẻ cùng với mình những cái niềm vui hạnh phúc ngọt bùi hay là những gian nan và thử thách, thì chị tin rằng đó mới chính là người bạn đời tuyệt vời nhất. Chị nghĩ là như vậy. Và nếu như mà các bạn hỏi để chị mà chị chọn một người như thế nào, bây giờ thì chị đã chọn rồi, và chị cũng không còn quyền để chọn nữa, đúng không? Bây giờ thì chị không còn quyền để chọn nữa bởi vì chị đã chọn rồi. Nhưng mà chị chỉ cảm thấy là đối với một người đàn ông, bản thân chị nghĩ cái phẩm chất là điều quan trọng nhất. Thực sự là như vậy. Cái phẩm chất là điều quan trọng nhất. Bởi vì là chị rất là thích một người đàn ông có chí tiến thủ, tức là có hướng về phía trước. Kể cả chị bắt đầu với anh ấy bằng cái việc là anh ấy chưa có nhiều tiền bạc, chưa có nhiều tài sản giống như những cái người khác theo đuổi mình, nhưng mà chỉ cần anh ấy luôn luôn chăm chỉ lao động, và anh ấy có một cái ước mơ, có một mục tiêu, và luôn luôn sẵn sàng phấn đấu trong mục tiêu của mình, thì đó là điều rất là quan trọng. Và đôi khi chị cũng không cần anh ấy phải đối xử với mình tốt quá, bởi vì chị muốn là chị sẽ dành cái điều tốt đẹp ngược lại cho anh ấy, được không ạ? Nhưng mà chị muốn là anh ấy sẽ phải đối xử thật tốt với bố mẹ mình và những người xung quanh, những người thân xung quanh mình. Và ở thời điểm hiện tại thì chị đang hài lòng
với cuộc hôn nhân của mình. Mặc dù là anh chị mới kết hôn thôi nhưng chị hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Chị cũng mong là sớm thôi anh chị sẽ có thêm những cái tin vui mới, để biết đâu sau này các bạn mới được không ạ, các cô chú khi mà nhìn lại thì sẽ thấy là à, chị Hiên có một thiên thần nhỏ bé rồi kiểu vậy thì sao. Và chị nghĩ là không có điều gì hạnh phúc bằng việc là được đi cùng nhau, hy sinh vì nhau và nỗ lực vì nhau nữa. Thì đấy là một trong những cái điều mà bản thân chị tâm đắc. Còn có thể thì còn chị nghĩ là có thể là sau này thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cái tiêu chuẩn để chọn người đàn ông cho cuộc đời mình, đúng không? Thì chị chúc cho các bạn là sẽ sớm tìm được người đi cùng với mình ở trong cái chặng đường dài phía trước nhá. Ok không? Nhá. Ok chưa nào? Không, chị thì nghĩ là rồi, ok. Nào, tiếp tục nhé. Đây là về cái phẩm chất này. Và chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái câu chuyện, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái câu chuyện ở đây, đó chính là chuyện chàng nhặt được vợ. Đây là cái câu chuyện then chốt, được không ạ? Đây là cái câu chuyện then chốt, được không nào? Để dẫn tới cái diễn biến tâm lý hành động tiếp sau đó, được không nào? Thì chúng ta thấy rằng là à, một người đàn bà xa lạ sau hai lần gặp gỡ đã theo chàng về nhà. Học văn chị Hiên hơn cả một bài văn. Đã theo chàng về nhà, được không ạ? Bốn bát bánh đúc và lời nói tầm phơ tầm phào. Đã trở thành lễ vật cầu hôn và lời tỏ tình để bắt đầu một cuộc hôn nhân lạ lùng. Ok không ạ? Một cuộc hôn nhân kỳ lạ. Ok chưa nào? Ô, được không ạ? Được không nào? Một cuộc hôn nhân kỳ lạ. Ok chưa ạ? Rồi, tiếp tục nhé. Đây ạ, tiếp tục, bây giờ đến mới là phần quan trọng nhất này. Diễn biến tâm lý. Diễn biến tâm trạng của nhân vật chàng. Chị sẽ chia thành 4 trạng các bạn ạ. Chị sẽ chia thành 4 trạng. Trạng 1. Trạng 2. Nào các bạn điền vào các trạng cho chị nào. Trạng 3. Trạng 4. Các bạn điền các trạng cho chị nào. À, diễn biến tâm lý của nhân vật anh cu chàng, đây là cái phần quan trọng nhất và chị sẽ chia thành 4 trạng. Trạng 1, trạng 2, trạng 3, trạng 4. Ok không ạ? Nào các bạn, trạng 1 là gì nhỉ? Hai lần gặp gỡ. Trạng 2 là gì? Trên đường về nhà. Được không ạ? Nhớ theo như thế này sẽ rất là khoa học. Trạng 3 là về đến nhà. Và trạng 4 là buổi sáng hôm sau. Ok không ạ? Rồi, ok chưa? Trạng 1 là hai lần gặp gỡ, được không ạ? Thế thì chúng ta sẽ cùng xem là ở trong hai cái lần gặp gỡ này thì như thế nào nhá. Ok chưa ạ? Rồi, chúng ta thấy rằng là lần gặp gỡ số 1. Lần gặp gỡ 1 thì anh cu chàng đang làm gì nhỉ? Đang kéo xe thấp lên tỉnh, mới hò một câu cho bớt nhỉ. Ai ăn cơm trắng mấy giò, ra đây mà đẩy xe bò với anh nì, đúng không ạ? Hò một câu cho bớt nhỉ. Nhưng mà sau đó thì à, có một cô gái đã lon ton ra đẩy xe cho chàng.
đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng không? Nhưng mà chàng vui. Vui không? Rất là vui vẻ. Nhưng sau đó thì lại quên chuyện đó ngay. Tức là đây là cái lần gặp gỡ rất là vô tư của anh cu chàng. Và anh ấy không suy nghĩ về bất cứ một điều gì cả, đúng không ạ? Để rồi đến khi lần gặp số 2, lần gặp 2, khi đó thì anh cu chàng đang ngồi uống nước ở cổng chợ, đúng không ạ? Thì có một người đàn bà sầm sập chạy đến, đúng không ạ? Thoạt nhiên thì anh ta rất là ngạc nhiên và chưa nhận ra người đó là ai, được không ạ? Cho đến khi thị bắt đầu gì ạ? À, cho đến khi mà thị bắt đầu kể lại cái câu chuyện đó thì anh cu chàng mới nhận ra người đàn bà này và mời ngồi xuống ăn miếng dầu, đúng không ạ? Nhưng mà người đàn bà này thì từ chối, phải không ạ? Rất là trân cháo, rất là trắng trợn vòi ăn, đúng không? Thế thì anh cu chàng mới làm gì ạ? À, anh cu chàng mới vỗ vỗ vào túi và mời người đàn bà này ăn 4 bát bánh đúc, đúng không ạ? Mời người đàn bà này ăn 4 bát bánh đúc, được không ạ? Chúng ta thấy rằng là đây chính cái chi tiết này, chúng ta thấy rằng là trong một cái hoàn cảnh khốn cùng như vậy, người ta còn đang tiền không có mà tiêu, mình đây lại làm gì ạ? Mình đây lại sẵn sàng gọi là chi tiền cho người đẹp mà không biết là có đẹp hay không. Thực ra là không đẹp đâu, bởi vì lúc ấy đã nhận ra đâu. Bởi vì là người đàn bà hôm nay nhìn trông vừa rách vừa đói vừa khổ, nên là anh cu chàng thậm chí còn không nhận ra cơ mà. Đấy, thế nên là gì ạ? Sẵn sàng. Đây là một người rất là trượng nghĩa, giữ chữ tín, đúng không ạ? Có một cái lời hứa là tôi phải thực hiện. Rất là trượng nghĩa và giữ chữ tín. Ok chưa nào? Được không ạ? Rất là trượng nghĩa và giữ chữ tín. Ok chưa? Rồi thì chúng ta sẽ thấy ở đây này. À, chúng ta mời ăn một bát cho lịch sự, tôi không ngờ ăn tận 4 bát à. À, và chúng ta thấy rằng là khi mà cái hành động anh ấy vỗ vỗ vào túi và anh ấy nói rằng là Rick bố cu hở, đúng không ạ? Là một cái hành động thể hiện cái sự hào phóng, đúng không ạ? Trượng nghĩa, giữ chữ tín và rất là hào phóng. Ok chưa nào? Nhá. Sau đó thì sao nhỉ các bạn nhỉ? À, sau đó thì sao? Sau đó thì anh cu chàng đã làm gì nhỉ? Gì ạ? Buông một câu bông đùa. Này nói đùa chứ, có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe, rồi mình cùng về. Hãy nhớ giúp chị nhé, đây chỉ là một câu bông đùa thôi ạ, được không ạ? Đây chỉ là một câu bông đùa thôi ạ, nhưng mà không ngờ là thị về thật, được không ạ? Sau đó thì sau khi mà thấy người đàn bà đó ra khuân hàng lên xe rồi định cùng đi về với mình thật, thì anh cu chàng lúc này như thế nào? Nghĩ cũng thấy chậm, đúng không ạ? Tức là sự lo lắng đã thoáng qua rồi đấy. Nhưng mà sao nhỉ? À, bởi vì là thóc gạo tầm này còn không biết có nuôi nổi mình không mà bây giờ lại còn đèo bòng. Thế nhưng sau đó rất nhanh tặc lưỡi cho qua. Như Kim Lân vừa giải thích đấy ạ, anh cu chàng này là một người quá vô tư, anh không biết suy nghĩ, anh không biết suy tính, nên là anh chỉ làm theo cái điều mà bản thân mình muốn làm kiểu vậy thôi. Chứ còn anh thì đâu có tính được đâu, đúng không ạ? Cái tặc lưỡi đó là một cái sự tặc lưỡi như thế nào nhỉ? Một cái hành động rất là liều lĩnh đấy ạ, phải không ạ? Rất là liều lĩnh đấy ạ, rất là nông nổi đấy ạ. À, nhưng mà có thể là bởi vì ở bên trong sâu thẳm tâm hồn là khát vọng hạnh phúc. Ok chưa nào? Là khát vọng hạnh phúc. Bên trong sâu thẳm tâm hồn, sâu thẳm tâm hồn là khát vọng hạnh phúc. Ok chưa ạ? Và ở trong đó cũng chất chứa cả cái lòng nhân hậu của nhân vật này nữa. Bởi vì là biết được rằng là có thể là người đàn bà kia sẽ chết, đúng không? Thế nên là còn ẩn chứa cả tấm lòng đồng cảm
với những hoàn cảnh khốn cùng. Được không ạ? Anh này anh ấy rất là vô tư, đúng không ạ? Cái sự lo lắng đó chỉ lướt qua thôi, một chút rất là nhẹ thôi, phải không ạ? Một chút rất là nhẹ thôi. Đấy, chúng ta sẽ lưu ý giúp điều này giúp cho chị, ok chưa ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục, đó là trong hai lần gặp gỡ nhá. Thế trên đường về nhà thì sao đây? Trên đường về nhà thì sao hả các bạn? À, chúng ta thấy này, trên đường về nhà thì anh cu chàng có vẻ phớn phở tự đắc. Có vẻ phớn phở tự đắc, chứ không lầm lũi như mọi ngày. Được không ạ? Có vẻ phớn phở tự đắc chứ không lầm lũi như mọi ngày, đúng không? Hắn cười tủm một mình, và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Được không ạ? Và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Tại vì sao nhỉ? À, lần đầu tiên đi bên một người đàn bà mà người đó lại là vợ mình, và cảm giác hạnh phúc bắt đầu lan tỏa. Được không ạ? Cảm giác hạnh phúc bắt đầu lan tỏa. Ok chưa ạ? Khi lũ trẻ ùa ra trêu, phải không? Anh nghiêm mặt lại, anh nghiêm mặt lại. Hôm nay rất là nghiêm túc, phải không ạ? Hôm nay rất là nghiêm túc đây, đúng chưa nào? À, anh nghiêm mặt lại, nhưng sau đó lại phì cười vì hành động trêu của đám trẻ đấy. Chúng nó vừa chạy, chúng nó vừa kêu là gì ạ? Trông vợ hài đấy, đúng không nào? Trông vợ hài đấy, phải không? Rồi, tiếp tục chúng ta thấy rằng là à, anh cu chàng bây giờ có vẻ rất là hãnh diện, đúng không ạ? Anh đã cố gắng nói một câu thật tình tứ với vợ mình, nhưng vì ngượng ngập nên chỉ nói được vài câu nhát gừng mà thôi. Đúng không ạ? Nhưng vì ngượng ngập nên chỉ nói được vài câu nhát gừng, đúng không ạ? À, trên đường về thì anh còn đưa thị vào chợ mua vài thứ đồ con, và đãi thị một bữa no. Sau đó còn mua hai hào dầu để đêm nay tân hôn mà, để sáng sủa một chút, đúng không ạ? Chu đáo phết đấy chứ, phải không ạ? Rất khá là tinh tế và chu đáo đấy chứ, đúng không nào? Mỗi cái hành động cử chỉ của mình thì chúng ta thấy rằng là anh cu chàng bây giờ đã trở nên suy nghĩ sâu sắc hơn, đúng không? Chín chắn hơn rồi đấy, được không ạ? Rồi, và chúng ta thấy rằng là ở trong cái đoạn này, trên cái đường về nhà, dường như là anh cu chàng đang quên đi tất cả những gì đói khổ bủa vây lấy mình để sống những phút giây hạnh phúc. Ok không ạ? Để sống những phút giây hạnh phúc. Và khi mà gì đấy ạ? À, khi mà nhìn thấy thị chân nọ, nhìn thấy thị chân nọ bước díu chân kia thì rất là đắc chí, đúng không? Vui, rất là đắc chí, đúng không ạ? Vui cười về điều đấy. Và bản thân người đàn ông này gì ạ? Có một cái gì đó mới mẻ lạ lắm, chưa từng nhìn thấy ở người đàn ông nghèo khổ này. Đó chính là anh cu chàng đang quên đi tất cả những gì đói khổ bùa vây lấy mình để có thể được sống trong những cái giây phút hạnh phúc. Ok chưa ạ? Đó là những cái chi tiết mà các bạn cần nhớ giúp cho chị trên đường về nhà. Ok không nào? Rồi, về đến nhà thì sao? À, trước gia cảnh nghèo khó của mình
thì chàng bộc lộ cái sự ngượng ngập bối rối. Phải không ạ? Ngượng ngập bối rối. Nhanh chóng chạy vào trong nhà thu dọn lại, bừa bộn cái đống quần áo bừa bộn và vứt ở trên giường mà nói rằng là gì ạ? Nhà không có đàn bà nên nó thế đấy, không có bàn tay của đàn bà nên nó thế đấy. Đấy, kiểu như vậy, biện minh để xua đi cái sự bối rối và ngượng ngập của chính mình. Khi mà cái nhà vắng teo đứng rúm gió trên mảnh vườn mọc lổm nhổm những bụi cỏ dại. Đây là lúc mà hắn phải đối diện với thực tại, với hoàn cảnh khắc nghiệt của chính mình, đúng không ạ? Và sau một vài câu nói xã giao thì chàng bỗng đứng tây ngây giữa nhà và hắn bắt đầu cảm thấy sờ sợ, đúng không ạ? Hắn đứng tây ngây giữa nhà, bắt đầu ý thức được rồi đấy, ý thức được về cái quyết định của mình rồi đấy, đúng không nào? Ban đầu chỉ là một cái hành động, một cái quyết định rất là vô tư thôi, nhưng mà bây giờ thì đã bắt đầu định hình lại được rồi, đúng không ạ? À, chàng bây giờ gì nhở? Sau đó hắn chạy ra ngoài sân, tây ngây giữa nhà này, mời thị gì ạ? Vỗ vào giường và mời thị ngồi, đúng không? Sau đó thì hắn chạy ra ngoài sân ngóng mẹ về và thỉnh thoảng lại nhìn trộm vào trong nhà. Anh ta tự đặt ra những cái câu hỏi: sao mà trông nó buồn thế nhở? Phải không ạ? À, sao mà trông nó buồn thế nhở? Rồi thì cảm thấy ngờ ngợ như không phải. Ra là hắn đã có vợ rồi đấy, đúng chưa ạ? Rồi, anh đã cảm thấy rất là hồi hộp, sốt sắng, đợi mẹ về. Tự nhiên hôm nay lại quan tâm tới việc là ôi sao mẹ lại về muộn thế, đúng không? Và sau đó đã thở phào nhẹ nhõm khi mẹ về và chấp nhận nàng dâu. Được không ạ? Thở phào nhẹ nhõm khi mẹ về và chấp nhận nàng dâu mới. Ở đây có một cái câu rất hay mà các bạn sẽ chú ý giúp chị, đó chính là chàng đánh phào một cái ngực nhẹ hẳn đi. Ok không các em? Nhá. Thì đấy là cái tâm trạng của nhân vật anh cu chàng ở trong gì ạ? À, khi mà về đến nhà. Thế còn buổi sáng hôm sau thì sao đây ạ? À, buổi sáng hôm sau thì sao nhỉ các bạn nhỉ? Chúng ta thấy rằng là từ khi mà sự kiện nhặt được vợ xảy ra thì tâm lý của chàng đã có một cái sự thay đổi liên tục. Từ bất ngờ đến chấp nhận sự thật, từ lạ lẫm đến gần gũi, từ lo sợ đến hòa hợp, từ buồn tủi đến tươi vui, từ thân mật gì ạ? Từ xa lạ đến thân mật, rồi thành vợ thành chồng, từ vô tư thì bây giờ lại sâu sắc và chín chắn hơn. Đó là những cái diễn biến tự nhiên và hợp lý của một con người đang phải gồng mình trước cái đói, nhưng mà vẫn luôn mang trong mình cái khát khao hạnh phúc gia đình. Được không nào? Hạnh phúc đã đến với chàng trong đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ diễn ra, mặc dù trong cái không gian sặc mùi chết chóc với tiếng khóc ai oán của những người mẹ mất con. Hạnh phúc bây giờ đang được ươm mầm trên nền của cảnh chết chóc tang thương. Và giữa bối cảnh cái đói thì sự sống chết chóc khốn cùng, hạnh phúc vẫn đang được ươm mầm nảy nở. Một câu chuyện tình yêu vốn dĩ rất méo mó và bi hài, bây giờ lại trở thành cái sự cứu cánh thực sự cho những mảnh đời bất hạnh. Các bạn thấy không ạ? Một cái cuộc hôn nhân diễn ra quá ư là chóng vánh, đúng không ạ? Cái lời tỏ tình là cái gì nhỉ? Lời tỏ tình là một cái câu bông đùa, đúng không ạ? Lễ vật cầu hôn là 4 bát bánh đúc, đúng không nào? Cô dâu về nhà chồng không có một người thân đưa, đúng không nào? Không có một bộ quần áo lành lặn, phải không ạ? Tất cả mọi thứ đều rất là méo mó và bi hài, nhưng mà lại là một cái câu chuyện mà để lại ấn tượng ở trong lòng người đọc. Nhiều người sẽ nói rằng là đây là một cái câu chuyện khó tin, nhưng mà có thật, phải không ạ? Khó tin nhưng có thật, bởi vì cái bối cảnh của cái câu chuyện này quá là đặc biệt đi. Vào nạn đói năm 1945, cái thời điểm này thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra được hết, phải không nào? Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cái buổi sáng hôm sau nhá. Chúng ta thấy rằng là buổi sáng hôm sau thì chàng thức dậy muộn, đúng không ạ? Bước ra ngoài, ngoài sân, cảm thấy êm ái, lửng lơ,
như người từ trong giấc mơ đi ra. Được không ạ? Êm ái lửng lơ như người từ trong giấc mơ đi ra. Phải không nào? À, chợt nhận ra xung quanh mình. Xung quanh mình có nhiều điều đổi khác. Được không ạ? Chợt nhận ra xung quanh mình có nhiều điều đổi khác. À, gì nhỉ? Vườn thì được làm sạch cỏ này. Được không? Quần áo thì được giặt rũ sạch sẽ này. Quần áo giặt rũ phơi phóng này. Phơi phóng sạch sẽ này. Phơi phóng sạch sẽ. Gì nữa nhỉ các bạn nhỉ? À, ang nước đã được múc đầy này. Đúng không? Rác mùn đã được hót sạch này. Phải không ạ? Không gian ở thức dậy và thấy mọi thứ đều thay đổi. Đúng không nào? Mọi thứ đều thay đổi. Và hắn chợt nhận ra xung quanh mình như có cái gì vừa thay đổi mới. Và tự nhiên những cái điều này đã khiến cho chàng có cảm giác yêu thương ngôi nhà của mình. Yêu thương ngôi nhà của mình. Và muốn cùng mẹ và vợ chăm chút tu sửa cho ngôi nhà. Được không ạ? Chăm chút tu sửa cho ngôi nhà. Cảm thấy là mình phải có bổn phận, phải lo lắng cho vợ con sau này. Hắn thấy thương yêu gắn bó với nhà, với cái nhà của hắn lạ lùng. Và bây giờ hắn cảm thấy hắn nên người. Được không ạ? Chàng bây giờ trở thành một người con hiếu thảo. Bởi vì là chưa bao giờ mà trong căn nhà này mẹ con lại hòa thuận như thế. Đúng không ạ? Trở thành một người con hiếu thảo, trở thành một người chồng có trách nhiệm và trở thành một người chủ gia đình. Trở thành một người chồng có trách nhiệm và một người chủ gia đình. Đúng không nào? Chồng, một người chồng có trách nhiệm và trở thành một người chủ gia đình. Ok chưa ạ? Và chúng ta thấy rằng là trong bữa cơm ngày đói, trong bữa cơm ngày đói, khi mà người vợ nhặt nói về Việt Minh và đoàn người đi phá kho thóc, thì anh Vu chàng như thế nào nhỉ? Thì chàng biểu lộ rõ trong đầu, đúng không ạ? Thì chàng trong đầu vẩn vơ tiếc rẻ. Đúng không ạ? Và cứ thấy hình ảnh đám người đi phá kho thóc và lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong đầu. Đúng không ạ? Đúng không nào? Và đây chính là một cái tín hiệu báo hiệu về việc giác ngộ cách mạng và tham gia vào cách mạng của nhân vật này. Đây sẽ là một cái hướng đi rất là mới, nhưng cũng là một hướng đi rất là mở và một hướng đi rất là đúng cho nhân vật này.